I set the Guinness World Records for over this year, and this is one you've all seen on the movies, where a target's at the maximum speed in reverse, spins around the falls end. I set the world record for doing it in the tightest space. So I've got a couple of cars lined up, side by side, I'm going to spin between the two cars, and hopefully stop before we get to those people down there who have obviously never seen my display before. So there's lots of room there, the more noise the audience makes, the closer the cars get. Thế thưa quý vị, màn trình diễn sau đây sẽ là một màn trình diễn mà trước đây Rosie đã từng nắm giữ kỷ lục Guinness cho màn trình diễn vượt qua hai chướng ngại vật với khoảng cách hẹp nhất, và chúng ta sẽ được sự trợ giúp từ phía hai chiếc Subaru này. Kính thưa quý vị, hai chiếc Subaru của chúng ta đang đứng khá là cách xa nhau, và trong buổi biểu diễn này, như tôi đã nói, hai chiếc Subaru này sẽ tiến tới càng gần nhau. Nếu như quý vị cổ vũ càng lớn và càng nhiệt tình, chúng ta hãy cùng tiến ngay tới màn biểu diễn được mang tên J Reverse. Được trình gửi cho chúng ta từ kỷ lục gia Guinness thế giới Rosewick, được không ạ? Thank you.
lần nữa rồi thôi ạ. Lắng nghe không nói gì nữa. Ok, em không bỏ bố nữa. Một lần thôi. Và bây giờ thì hai chiếc Subaru sẽ tiếp tục tới gần nhau hơn. Và bây giờ thì Westwick đã cần tới sẽ trợ giúp của hai lô xe thì mới có thể đưa được chiếc Galaxy ra khỏi vị trí đỗ xe này để chuẩn bị bước vào màn trình diễn vô cùng hấp dẫn và hồi hộp sắp tới đây. Kính thưa quý vị, Sweet Talking by Westwick. Tuyệt vời thưa quý vị, những mà trình diễn có thể nói là vô cùng chính xác và hoàn mục. Không biết là còn quý vị nào muốn closer không ạ? Còn quý vị nào muốn closer nữa không ạ? Sorry, they want closer. I didn't say that, I just asked them. Okay, one more. Một lần nữa. Ok, em sẽ không cổ vũ mọi người nữa. Đây sẽ là lần cuối cùng. Vâng, chỉ một lần nữa thôi. Sắp rồi nhiều lần luôn. Quý vị hãy dành những tràng cổ vũ thật lớn để cho Rose Sweep nha. Rose Sweep, Rose Sweep, Rose Sweep, Rose Sweep. Ngay sau đây sẽ là Paradeo Coffee đỗ xe song song, hay còn được biết đến với tên gọi Swing Coffee. Em thấy hình như là vẫn còn gần hơn được nữa hay sao ấy. Quý vị thấy thế nào ạ? Có còn gần hơn nữa được không ạ? Có vẻ như là vị khán giả này đã closer hơi nhiệt tình quá. Nên ok, thế thì anh lái đi, anh lái đi. Vâng ạ, chỉ đùa chút thôi, đùa chút thôi. Và bây giờ thì với ý tưởng, vâng ạ, bây giờ thì sẽ đứng ở vị trí này. Vâng, xin cô ý tưởng là vị khán giả của chúng ta sẽ đứng trước đầu xe. Và quý vị muốn ai chúc mừng các anh closer không ạ? Closer. Vâng, thôi thì dù sao thì đây cũng là một màn biểu diễn bởi Redswift, kỷ lục gia tay lái chính xác nhất thế giới của chúng ta hiện tại. Nên là tôi tin chắc rằng là sự an toàn của vị khán giả cũng sẽ không bị đe dọa đâu ạ. Chúng ta hãy cùng chờ xem màn biểu diễn với sự trợ giúp của một vị khán giả. Vâng. Vâng, anh cứ yên tâm, anh cứ đứng thẳng đằng sau đuôi xe của con Forester đi ạ. Em nghĩ là sẽ không có vấn đề gì xảy ra đâu. Vâng, chỉ là đùa một chút thôi ạ. Xin mời tất cả. À không, không phải tất cả, chỉ là hai người cộng sự của Redswift thôi. Còn khán giả, vị khán giả của chúng ta thì vẫn đứng đấy. Vâng, có vẻ như là nguy hiểm quá nên là lo lắng cho sự an toàn của cộng sự của mình chứ không phải là của khách hàng. Vâng, em rất là thương anh nhưng mà Rushim đang yêu cầu như vậy thì chúng ta hãy cùng chờ xem sẽ diễn ra như thế nào. Chào khán giả của chúng ta, và đây có thể sẽ là một cái góc nhìn có 102 đối với các bài trình diễn của Rushim. Chúng ta hãy cùng chờ xem Sweet Talking sẽ diễn ra như thế nào. Tôi chào hóa tay thật lớn dành cho Sweet Talking. Kính thưa quý vị, mời đến, mời đến. Quy tắc an toàn. Vâng, túi khí bên cánh, túi khí trước mặt và túi đôi. Nếu như chị cần tới chiếc túi này, thắt dây an toàn ạ. Bốn cửa thoát hiểm. Vâng, nếu như mà thấy nguy hiểm quá thì hãy ôm đầu cúi xuống. Ok.
Kính thưa quý vị, và ngay sau đây sẽ là vũ khúc xe Dance Routine bởi Rushwip phiên bản ăn chơi trên chiếc WX, một trong những chiếc xe huyền thoại của Subaru. Và chúng ta sẽ được theo dõi những màn khiêu vũ theo nhạc tới từ Rushwip cũng như người công sự vô cùng tài năng của mình. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Tới từ các vị khán giả đây, và tôi tin chắc rằng là ban tổ chức cũng đã lựa chọn ra được rồi. Và ai là người sẽ cổ vũ cho Rushwip Team ạ? Những cổ động viên của Rushwip Team ạ? Hello, lovely to meet you. Hello, lovely to meet you. Vâng, xin chào mừng hai người chơi của Rushwip Team. Ai muốn cổ vũ cho đội của Rush ạ? Ai muốn cổ vũ thì hãy hô thật lớn cho Rushwip Team. So how about my team? Where's my team? Who wants to be? Actually, who wants to be on your team? Okay, hai người chơi của team MC đâu rồi ạ? Vâng, hai người chơi rất là trông có vẻ như là thể thao hơn bên kia rất nhiều. Ai muốn cổ vũ cho đội của MC ạ? Không thể để em lên với thế được. Ai muốn cổ vũ cho đội của MC ạ? Cổ vũ thật lớn lên. Okay, right. Do you want to explain the rules or shall I? I'm explain. Okay, we're going to have a relay race. This is my team, that's your team. Our first person, where's our beautiful model with the shirt? Do you want to come out here? Vâng, xin mời người mẫu với chiếc t-shirt của Subaru. This is our beautiful model, and he's, what we're going to do, you're going to run, you stand over here. Come here. Đầu tiên là sẽ, khi mà bắt đầu, thì sẽ ra, lấy áo. We run to him, grab the shirt, put the shirt on, mặc áo vào. Run once round the car, get in the car, once round the car, in the car, seatbelt on, and I'll do a lap. When I stop here, you get out, take the shirt off, give the shirt to him. He puts the shirt on, once round the car, seatbelt on, I do another lap. And you come back here and shout, Subaru! And we stop the clock. Okay, luật chơi của chúng ta sẽ là khi hô bắt đầu thì người chơi đầu tiên sẽ ra lấy chiếc áo đó, vừa mặc vừa chạy một vòng, trong lúc mặc sẽ chạy một vòng quanh xe, sau đó thì sẽ vào vị trí thắt dây an toàn và Rushwip sẽ đi một vòng, sau đó thì quay lại đây, người chơi đầu tiên đó sẽ ra ngoài cởi áo ra đưa cho người thứ hai cũng mặc vào và cũng chạy một vòng quanh xe rồi lên ghế phụ lại chạy một vòng nữa, sau đó thì sẽ chạy về khu vực trung tâm này, ra khỏi ghế phụ và hô thật to Subaru. Lúc đó sẽ là lúc ban tổ chức dừng bấm giờ và để xem bên nào thực hiện được và chỉ chiến thành nhanh hơn sẽ là người chiến thắng. Quý vị, hai người chơi, hai đội chơi của chúng ta đã rõ là chơi chưa? Còn đầu tiên là sẽ hô cái là anh trai lấy áo này, sau đó anh sẽ chạy vào cánh xe, khi nào mà chạy xong một vòng đó và cũng hy vọng là sẽ lúc anh em mặc xong áo rồi thì chúng ta sẽ ngồi vào xe thắt dây an toàn và bắt đầu. Ok chưa? Rồi chúng ta ai sẽ là người chơi trước ạ? Ở bên đội này. Vâng, thế thì tất cả ba anh em mình sẽ đi vào trong khu vực an toàn và chúng ta hãy cùng chờ đón
một game vô cùng thú vị và hứa hẹn sẽ vô cùng ngoạn mục tới từ BRG, Subaru BRG 2022 và Rusfit. Thank you.
Mời đến! Mời đến! Big round of applause for all my volunteers there. Thank you very much. Right, what we're going to do next is slow things down. No, I haven't forgotten. Trouble from him, right? So we're going to slow things down now because